Cô chiếu về có thấy không con? Dạ có luôn. Đây quý vị thấy đây, cái giấy QA nước đi, à, tôi đeo toàn nước đi không quý vị ơi. Nè quý vị nhìn thấy nè. Đó tôi tự thưởng cho tôi. À, quý vị, con gợi chuyển cái giấy QA lên. Dạ, con đang chiếu. Nước đi. À, đây là một trong những cái khai sanh mà những người chơi kim cương á, đều phải kính nể. Nước đi là nước hàng đầu của quốc tế nha quý vị. Đây, cái viên kim cương này. Và tôi mua trả góp nha quý vị. À, tôi cũng phải bon chen với đời, tôi trả góp. À, mỗi tháng tôi trả nhiều đó, chừng nào mà trả hết thôi. À, quý vị. À, quý vị thấy là nhìn hai viên kim cương mà tôi có tới những 20-30 viên. À, vì tôi rất là mê. Và đây là một cái niềm tự hào, không phải cho riêng tôi ở trong nước mà kể cả đẳng cấp quốc tế nha quý vị. Đã quý vị thấy không? Tôi đeo một cái đôi bông, một cái viên bông như thế này là 10 carat. Cũng nước đi. À, quý vị thấy không? Tôi đeo những cái đồ quý giá trên người tôi thật sự đó quý vị. Và đây là cái sợi dây chuyền này tôi đeo nè quý vị, là gần 300 carat. Quý vị nhìn thấy nè, gần 300 carat. À, tôi nói một lần trong đời tôi cũng hãnh diện lắm. 50 tuổi rồi mà tôi được thỏa mãn với tất cả những gì mà tôi mơ ước, thì đó cũng là cái niềm kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam. Bước ra một cái đẳng cấp quốc tế, người ta phải tôn trọng tôi vì tôi là người Việt Nam.